Quản lý quảng cáo ngoài trời OOH là gì? Những chuyên gia trong ngành này đều biết rằng OOH là một quy trình phức hợp với nhiều đặc thù riêng và hiệu quả của hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào mức độ thực hiện của doanh nghiệp. Thông thường, quản lý quảng cáo được coi là một công việc buồn chán, đòi hỏi nhiều giấy tờ và thời gian thực hiện hàng ngày. Các nhà quản lý phải ghi nhớ rất nhiều thông tin doanh nghiệp. Tất cả thông tin này được lưu trữ dưới dạng bảng Excel và sau một thời gian, chính họ cũng không biết đó là những thông tin gì. Điều này có tác động tiêu cực đến hiệu quả công việc cũng như quyết định của nhà quản lý. Một COOH là giải pháp quản lý toàn diện, giúp kiểm soát tất cả các hoạt động kinh doanh ở các giai đoạn khác nhau. Từ những tương tác đầu tiên với khách hàng đến khi lắp đặt quảng cáo và đưa ra báo cáo bằng hình ảnh. Phần mềm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và làm quy trình hoạt động trở nên minh bạch, quản lý công việc đơn giản. Vậy, phần mềm hoạt động như thế nào? Thông tin về tất cả không gian quảng cáo mà doanh nghiệp đang sở hữu hoặc đang thuê được lưu trữ trong phần mềm. Nhà quản lý có thể cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất về các không gian quảng cáo trống, được tìm kiếm theo yêu cầu, vị trí hoặc các thông số khác chỉ bằng một click chuột và gửi ngay cho khách hàng thông qua tính năng email có sẵn trong phần mềm. Thông tin đặt giữ không gian quảng cáo được cập nhật theo thời gian thực. Trong trường hợp khách hàng đầu tiên hủy việc đặt giữ, khách hàng tiếp theo sẽ được tự động thay thế đặt giữ vị trí quảng cáo đó. Các hợp đồng với khách hàng được tạo một cách tự động, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với những doanh nghiệp không sử dụng phần mềm. Hơn nữa, phần mềm có hệ thống tính năng toàn diện để quản lý công việc lắp đặt quảng cáo. Nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi và giám sát các bước của quy trình lắp đặt, bắt đầu từ lúc nhận các vật liệu quảng cáo tại kho và phân công nhóm làm việc cho đến ngày lắp đặt. Một COOH là phần mềm dễ sử dụng. Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo cho các nhà quản lý và hỗ trợ online để đảm bảo hoạt động tối ưu của doanh nghiệp. Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng phần mềm là giúp cho nhà quản lý tiết kiệm thời gian mà trước đây họ đã lãng phí vào các công việc giấy tờ. Với hệ thống phần mềm của chúng tôi, nhà quản lý sẽ không gặp các vấn đề đó, sử dụng thời gian hiệu quả hơn để giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu. Ngoài ra, phần mềm còn mang lại tính minh bạch cho tất cả các hoạt động kinh doanh và giúp kiểm soát toàn bộ quy trình làm việc của công ty và đưa ra các quyết định chiến lược kịp thời, chính xác, quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.